Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mỹ Sư Xe Hàn Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn anh em về Tappy. Tappy của cốp sau hay Tappy cửa hậu? Đấy, Tappy cửa hậu ở Tappy cốp sau của dòng xe Mitsubishi Pajero ngân hàng Pajero chở tiền V93. Model là V93 và nó là dùng để chở tiền. Thì hiện nay ở ngân hàng đang thanh lý rất nhiều cái dòng xe này. Ngân hàng thanh lý ra thì thường là cái cốp sau các bạn thấy cái ngân hàng đã chế rồi, chế để làm thành thành xe chở tiền. Hiện nay thanh lý rất là rẻ và chất lượng con xe rất là ok. Thì khi anh em mua lại thì thông thường các bạn sẽ phải thay thế cốp này, anh em sẽ phải xử lý cốp này. Đây là những cái điểm cài phía đằng sau, đây cài phía đằng sau. Đấy, mình lắp lại cốp này là quê cái thêm mấy cái tappy này là cái cốp ngon lành luôn, đúng tính chất xe gia đình, không còn cái tính chất của xe chở tiền nữa. Đấy thì đây là những điểm cá cải. Thì trong quá trình khi chúng ta đi thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường, chúng ta khi mà anh em hoặc các bạn mua con xe thanh lý về thì bắt buộc các bạn phải thay cái miếng cốp sau này. Thì Phụ Tùng Mitsubishi Hàn Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em có nhu cầu thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi Hàn Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.